Tân Hoa Xã đưa tin, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới thành phố Kayan của Nga để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 10. Nga cho hay 36 nhà lãnh đạo thế giới đã tham dự hội nghị này. Trong dịp này, hình ảnh các chiến đấu cơ Nga làm nhiệm vụ hộ tống được nhìn thấy từ khoang máy bay của Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi chuyên cơ hạ cánh xuống thành phố Kazan. Truyền thông Nga cho hay, ông Putin và ông Tập Cập Bình đã nói chuyện trong khoảng một giờ bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS. Hôm 22 tháng 10, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, chương trình nghị sự của BRICS và các mối quan hệ song phương. Trong khi đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga hy vọng sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên mọi nền tảng quốc tế. Phát ngôn điện Kremlin sau đó cho biết trong cuộc gặp hai nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc đã vạch ra các ý chính cho các cuộc tiếp xúc tiếp theo để tiếp tục đối thoại. Thưa quý vị, Trung tâm Sự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào hồi 7 giờ sáng nay ngày 23 tháng 10, cơn bão Trà Mi có vị trí tâm ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 124,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines. Theo dự báo, thì bão Trà Mi đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay, sau đó có thể sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, gây ra mưa lớn dài ngày cho khu vực. Theo các chuyên gia cảnh báo, không khí lạnh có thể khiến bão Trà Mi giảm cấp khi vào gần bờ. Tuy vậy, cũng chính không khí lạnh gặp mây đối lưu và mây hoàn lưu, bão sẽ tạo ra một đợt mưa rất lớn kéo dài ở miền Trung, Đợt mưa lớn được dự báo có thể bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 ở Bắc Trung Bộ. Sau đó, tàn dư của bão Trà My có thể tạo thành một vùng áp thấp ở ven biển miền Trung và tiếp tục gây mưa lớn giai đoạn từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11 trên phạm vi khá rộng, bao gồm cả các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên. Các chuyên gia cũng lưu ý, các tàu thuyền đánh cá không nên đi vào khu vực từ vĩ tuyến 15 đến vĩ tuyến 20, nên là đi vào bờ trú bão trước ngày 26 tháng 10 và không nên ra khơi tiếp vì trên biển miền Trung sẽ động mạnh cho tới hết tuần đầu tiên của tháng 11. Các hộ nuôi cá lồng, nuôi tôm ven đầm phá ven biển từ Quảng Ninh tới Phú Yên có các biện pháp bảo vệ tài sản. Cũng theo Trung tâm Sự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì vào sáng nay 23 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Bắc Trung Bộ. Trung tâm Sự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh tăng cường liên tục lần này khiến cho nền nhiệt có nơi xuống dưới 16 độ C. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 đến 48 giờ tới, trên đất liền vào trưa và chiều nay 23 tháng 10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mát. Từ đêm 23 tháng 10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19 đến 21 độ, vùng núi từ 17 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Ở Thanh Hóa, Nghệ An, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 23 độ. Cơ quan khí tự dự báo, không khí lạnh hoạt động mạnh từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, gây ra các đợt rét đậm, trung bình ngày nhiệt độ từ 15 độ trở xuống và rét hại, tức là trung bình ngày từ 13 độ trở xuống. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, ngày 21 tháng 10, đơn vị đã điều động tàu số hiệu 412 đưa ngư dân Nguyễn Phú Quốc 44 tuổi, trú ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị bệnh nặng tại đảo Sinh Tồn về đất liền để chữa trị. Sáng nay 23 tháng 10, tàu 412 sẽ cập cảng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa. Ngư dân Nguyễn Phú Quốc là thuyền viên trên tàu cá Quảng Ngãi. Ngày 12 tháng 10, trong lúc neo nghỉ tại đảo Tiên Nữ, ngư dân này đột ngột bị đau quặn bụng vùng hạ sườn, mạn sườn phải và được bạn thuyền đưa lên đảo cấp cứu. Tại đây, quân y đảo Tiên Nữ phối hợp cùng với Bệnh viện quân y 175 đã hội trần và chẩn đoán ông Quốc bị viêm túi mật cấp, tràn dịch màng phổi trái, mức độ ít, gãy cung sau xương sườn 567, nên tàu hải quân 418 đưa ông Quốc đến đảo Sinh Tồn để tiếp tục thăm khám điều trị tích cực. Để ngư dân được chữa trị bệnh ở tuyến y tế cao hơn, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân tiếp tục điều động tàu 412 đưa ngư dân quốc trở về đất liền. Được biết tàu cá QNG 95267TS do ông Trần Văn Sơn quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Tàu cá này cùng 28 lao động xuất bến tại cửa biển Sa Cần, thuộc xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, đi hành nghề câu mực trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Sau hơn một tháng lấy ý kiến, 13 trên 16 cơ quan bộ ngành đã đồng ý với phương án nghỉ Tết 9 ngày do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất. Nếu được Thủ tướng thông qua, thì công chức viên chức người lao động sẽ được nghỉ từ 26 tháng chạp, gồm có 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần của hai tuần liên tiếp. Bộ Lao động Thương minh và Xã hội trình Thủ tướng lịch nghỉ Tết Ất Tỵ từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng, tức là từ 25 tháng 1 cho tới ngày mùng 2 tháng 2 năm 2025 để kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày. Ngày thống nhất 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 sẽ hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ liên tiếp 5 ngày, từ thứ tư đến hết chủ nhật, tức từ 30 tháng 4 đến mùng 4 tháng 5 năm 2025 dịp Quốc Khánh năm 2025 dự kiến nghỉ mùng 2 tháng 9 và một ngày liền kề trước, tức kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30 tháng 8 đến hết thứ ba mùng 2 tháng 9 năm 2025. Ba kỳ nghỉ còn lại thực hiện theo quy định của Bộ Lao động. Tết dương lịch nghỉ một ngày thứ tư, mùng 1 tháng 1 năm 2025, dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch vào thứ hai mùng 7 tháng 4 năm 2025, kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày từ mùng 5 đến mùng 7 tháng 4 năm 2025. Theo cơ quan soạn thảo, Nghỉ lễ kéo dài sẽ giúp người lao động có thời gian tái tạo sức lao động, kích cầu du lịch, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bộ Lao động năm 2019 quy định căn cứ điều kiện thực tế hàng năm, Thủ tướng quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết âm lịch và ngày Quốc khánh. Nếu ngày nghỉ chính thức trùng với ngày nghỉ hàng tuần, sẽ áp dụng nguyên tắc liền kề hoặc khoán đổi để người dân có kỳ nghỉ kéo dài. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm học mới 2024-2025, Sở đã có công văn hướng dẫn quản lý các khoản thu chi trong lĩnh vực giáo dục, vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh. Tuy nhiên vẫn còn vài trường hợp cá biệt chưa hiểu rõ và chưa thực hiện đúng việc tổ chức vận động các khoản thu chi từ các nguồn tài trợ, dẫn đến thực hiện không đúng quy định, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và các đơn vị, đồng thời gây hiểu lầm cho phụ huynh học sinh. Và chính vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện thu chi, vận động tài trợ và sử dụng kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng thu chi không đúng trong Thời gian tới, sẽ yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện thành phố Thủ Đức phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch, tham mưu Ủy ban nhân dân quận huyện và thành phố Thủ Đức ban hành hướng dẫn thu chi đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý kịp thời, đúng quy định theo hướng dẫn của sở. Thực hiện trước ngày 31 tháng 10 năm 2024. Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp kiểm tra giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đều năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định nếu có. Chuyển sang các thông tin giao thông. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã phê duyệt các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau với tổng số 36 trạm bộ cũng đã ban hành thông tư về sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ. Tính đến tháng 10 năm 2024 có 9 trạm dừng nghỉ đã và đang đầu tư xây dựng, gồm có 6 trạm đã đưa vào khai thác, 1 trạm đã đưa vào khai thác một bên, đang đầu tư một bên, 2 trạm đang đầu tư xây dựng, 1 trạm do địa phương quản lý sẽ triển khai khi đầu tư cao tốc hữu nghị tri lăng. Hai trạm trên tuyến do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường bộ Cao tốc Việt Nam VEC làm chủ đầu tư dự án đang triển khai thủ tục đầu tư. Đối với 24 trạm dừng nghỉ thuộc các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông do quản lý, có 8 trạm đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng. Bộ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan đơn vị trong công tác phối hợp đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ. Phối hợp với các địa phương sớm bàn giao mặt bằng để đáp ứng tiến độ cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu như là khu vệ sinh, bãi đỗ xe trước ngày 31 tháng 12 năm nay và hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ cho năm 2025.